xin lỗi nha, xin lỗi nha. Thầy cứu ca, thầy cứu ca, vô đây, vô đây. Huynh lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi đó. Chú đi đây, chạy quá à. Chờ lâu lắm nha. Hê, thì ra làm tam trưởng quỹ á, bận rộn lắm đó. Vậy sao? Vừa phải tiếp các thương lái, lại phải quản lý nhiều người làm. Thiệt tình á, rảnh để chết cũng không rảnh để bệnh. Ê, xài cu ca, nhiều việc mà. À báo dạ. À. Đây, xài cu ca, là lễ vật này á, là xa chạy chỗ chúng tôi. Chúc mừng quên lên chức tam trưởng quỹ. Trời ơi, sao khách sáo vậy? Ừ. Nè, ở đây có trăm lượng bạc lận đó. Không được, vô công bất thụ lộc, tôi không thể nhận được. Không, ê, nhận không được. Phải, không phải, xài cũ ca ơi. Ha, xa trại chủ còn có chuyện cần nhờ. Ê, lần trước cũng nhờ huynh dạy chúng tôi làm ăn lương thiện đó. Bây giờ kiếm được tiền rồi. Ha, phải không, phải không? Đúng rồi, đúng. Tiền á, thì không ai chê nhiều. Xa trại chủ á, muốn tiền để ra tiền. Nhưng còn chuyện kiếm tiền như thế nào á, đương nhiên phải nhờ xài cũ ca đưa đường chỉ lối cho chúng tôi rồi. Xài cũ ca, huynh có nhiều cách nhất. Huynh thử tính lại đi. Quynh làm được mà. Được phải đó, sạch phải đó. Cũng suy nghĩ thử đi. Đúng rồi, suy nghĩ thử đi. Có thể suy nghĩ, có thể suy nghĩ. Có thể suy nghĩ mà. Vậy thì càng chung, càng chung. Quynh không cần nói nữa. Không phải cách này không khả thi, nhưng mà vẫn chưa phải lúc. Khả thi lắm, tướng phu nhân à. Với khả năng của sai đại chủ, ít nhiều gì cũng có thể mua sắm 20-30 chiếc thuyền. Nếu như tiền bạc không đủ, có thể về mượn của người khác mà. Tôi đã nói không khả thi là không khả thi. Thực tình không có vấn đề đâu, thứ phu nhân à. Nè, tiền không thành vấn đề nữa, nhân lực càng không thành vấn đề. Sai đại chủ muốn bao nhiêu người có bấy nhiêu người. Còn nếu mà không đủ người á, chúng ta có thể mướn thêm người. Sai cửu à, tại sao huynh luôn suy nghĩ bất chấp hậu quả như vậy? Nếu sai đại chủ kim luôn vận chuyển bằng đường thủy, tự hỏi Bành Khanh nó có khoanh tay đứng nhìn không. Bây giờ huynh đang giành chén cơm của ông ta đó. Thứ phu nhân à, tôi hỏi bà, lần trước tôi đi đòi sai đại chủ lấy lại số gạo trân châu đó, có phải ai nấy đều nói tôi muốn chết không? Nè, tôi hỏi thêm một chuyện. Bà nói giảm tiền vận chuyển của Bành Khanh, bà cũng nói là hắn sẽ đảo lộn vô tích vậy. Cuối cùng thì sao chứ? Gió yên biển lặng thôi. Tôi nói không được là không được. Nè, hay là vậy đi, đợi ông chủ khỏe lại, bà thử bàn bạc với ông chủ đề nghị của tôi đi. Không cần. Nè, hay là vậy đi, vài hôm nữa trong buổi gặp mặt của thương hội gạo, bà thử hỏi ông chủ Mã, ông chủ sàm bàn bạc đề nghị của tôi đi. Sai cửu à, bây giờ tôi phải tranh thủ tới giáo đường mời Bạch Lãng đại phu về khám cho lão gia. Tôi phu nhân à, phu quý hiệp trung cầu mà. Tôi sợ huynh có tiền không có số hưởng thôi. Vậy thì thôi, tôi muốn tốt cho Khánh Phong Niên thôi mà. Ai đã bày trò ở đây vậy? Bà Tử ở quê của người đã bị bắt, hiện đang ở Tử quán Thiệm Phúc. Uống đi, uống đi. Tới kìa. Bành Khanh, đại lão, bà Tử của tôi đâu? Bây giờ bà Tử của người đang ở quê Hưởng Phúc. Nhưng sắp tới thì không biết. Tôi đã làm gì mất lòng ông chứ? Ông lấy con đi gì vậy? Ngươi không mất lòng ta, ta đuổi con tiện tỳ hai đường đó đi. Đã nói không cho ai tiếp tế nó, cho nó làm ăn mày lầy lứt. Nhưng ngươi đưa tiền cho nó, tức là rõ ràng bí mật ta. Khanh gia, ông đã nói mà, ông muốn hải đường làm ăn mày mà. Trong người tôi có vài bạc lẻ, bố thí cho mày thì có vấn đề gì chứ? Có phải dạo này thanh băng các người rảnh rỗi quá không? Rầm rộ kéo tới chỉ vì chuyện tôi bố thí vài bạc lẻ đó sao? Đừng động tay động chân nha. Sao hả? Khanh gia, mạng hèn của sai cũ này không đáng mấy đồng tiền, nhưng lời nói của tứ phu nhân thì chữ nào cũng như đanh thép. Nếu xài cũ có bề gì, nửa đời còn lại của tôi không làm gì hết, chỉ cần làm một chuyện, đó là kiện Bành Khanh giết người đó. Ta mặc cho ngươi kiện tới Dương phủ, ta mặc kệ ngươi kiện tới hoàng đế. Tóm lại giành lãnh địa của ta, đạp đổ chén cơm của ta thì có 10 mặt cũng không đủ chết. Khanh gia, đừng có nói nhiều với hắn. Chặt hắn ra thành trăm mảnh, quăng xuống thái hồ cho cá ăn đi. Lại đó, đi ăn đi. Khanh gia, có phải ông có hiểu lầm gì không? Tôi làm gì có tư cách giành lãnh địa của ông?
người dạy đám sơn tặc Sa Gia Bang làm vận chuyển đường thủy, không phải giành lãnh địa của ta sao? Không phải đập đổ chén cơm của ta sao? Thực tế là không có chuyện đó. Ông nghe ai nói vậy? Ông chủ xưởng đóng thuyền Thuận Phong đã nói. Sa Chấn Thiên và Mã Hùng đi dò ra, đóng 20 chiếc thuyền. Ông chủ đó cũng có uy tín lắm, cho nên đã hỏi ý ta trước. Sa trại chủ nói là muốn đóng thuyền thôi, nhưng ông có đóng thật đâu, nói cũng có tội sao? Nói cũng không được. Nói cũng không được. Sau này không nói nữa, vậy được chưa? Không được. Nếu người nghĩ toàn mạng rời khỏi đây, muốn bà Tứ quên hưởng phúc thêm vài năm nữa, thì lập tức quỳ xuống thệ với trời đất, nói Sa Chấn Thiên không dám vận chuyển bằng đường thủy. Khanh gia, ông còn quá đáng hơn không? Tôi nói cho ông biết, nếu xài cũ này chết ở đây, ông cũng sẽ gặp phiền phức đó. Ngươi có thể không? Tôi sợ lắm, tôi chưa nhìn thấy súng quả đâu. Quỳ xuống, 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 xuống. Bây giờ ngươi có thể không? Không thể. Nếu ngươi không nói, ta sẽ nổ súng bắn nát đầu ngươi. Không thể. Bây giờ chịu thề chưa? Tôi thề, tôi thề. Sa chủ này thề dưới trời đất, kêu Sa trại chủ suốt đời cũng không tính chuyện vận chuyển hàng bằng đường thủy. Cho dù nói cũng không được nói, nghĩ cũng không được nghĩ. Có thể hay không? Tôi thề, tôi thề, tôi thề. Sa chủ này thề dưới trời đất, kêu Sa trại chủ từ nay không tính chuyện vận chuyển bằng đường thủy, nói cũng không được nói, nghĩ cũng không được nghĩ. Nếu không tôi sẽ bị trời tru đất diệt. Xéo. Xéo đây. 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 Này Sai Cứ, thì ra là huynh trốn ở đây sắc thuốc sao? À, tôi phu nhân. Sao vậy, bị bệnh à? Có cần gì nhà nghỉ ngơi không? À, không cần, không cần. Chỉ là thuốc trật đã thôi. Lúc nãy tôi sĩ dấp té, đụng trúng bả vai thôi. Không có gì đâu, không có gì đâu, yên tâm đi. Sao Dũng về vậy? Sai Cứ à, mấy ngày nay huynh làm gì vậy? Hãy gặp huynh, nét mặt của huynh đều có vẻ kỳ lạ lắm. Có phải như còn trách tôi không tán thành huynh và Sa trại chủ lo chuyện vận chuyển đường thủy hay không? Ồ không, Tứ phu nhân, tôi đã bỏ hẳn rồi. Tôi thực sự không có nói chuyện đó nữa. Tôi cũng không có nghĩ tới nữa. Vậy thì huynh lầm rồi. Bây giờ chuyện này không thể nói, không thể làm, nhưng mà cần phải cố gắng suy nghĩ cho kỹ đi. Tại sao? Thật ra huynh nói cũng đúng lắm. Ngoài trừ Bành Khanh, chúng ta cần phải đi tìm thêm những người khác để lo vận chuyển đường thủy. Có điều là bây giờ thời cơ chưa chín mùi. Huynh cứ cố gắng đi, cứ kiên nhẫn nha. Từ từ đợi thời cơ này đến.